Trời ơi trời, chồng em nói chị má, chồng mà để ngồi trên tượng là vậy chơi thôi. Trong cái góc của nó đó, đâu đó, trong cái góc đó, chỗ góc ngực dầm xuống đó. Các chị nha, 110.000 một bộ đủ. Chị mặc đi khỏi ấy. Em lên hello các chị, lên bà ba bộ ấm ôm nha, bên em 10 màu từ 45 đến 70 kg. 110.000 một bộ nha các chị nha. Ngàn một bộ giùm em. Size từ 45 đến 70 kg, có 10 màu lận, từ từ em lên màu cho các chị coi nha. Em đang mặc là màu cam nè. Em đang mặc là màu cam nha. Từ 45 đến 70 kg, thích màu nào comment cái màu kèm cân nặng kèm số điện thoại là bên em chốt đơn. Số 2 đâu rồi? Số 2 đó. Màu nào một lát mà cũng phải mặc à. Không chạy được màu nào hết trơn. Bên em có 10 màu. Đợi đi, em mặc màu cam nè. Em có cam nè. Em có cam nè, em có rêu nè. Em có tím sen nè. Em có hồng sữa nè. Cho các chị coi màu. Tím sen, hồng sữa nè. Có màu đen nè. Màu gì trời? Em có màu ruốc nha, màu ruốc đậm nè. Rồi màu lam nè. Màu xanh coban nè. Màu xanh bơ nè và màu vàng đồng. 10 màu, comment màu kèm cân nặng kèm số điện thoại giùm em. 45 đến 70 kg về số lượng nhiều lắm nên các chị chậm tay cũng còn luôn nè, màu vàng đồng nè. Bệnh rồi, sản rồi, nó chuyển hết vô rồi. Nè màu riêu nè, bà đó than bộ đồ mà nửa tiếng đồng hồ chưa xong luôn á. Màu riêu nè các chị. Đang cái bàn kìa trời ơi. Màu riêu nè. Đây cái quần này hơi dài nha. Màu vàng nè các chị. Màu vàng đồng giùm em nha, đủ size 45 đến 70 kg. Đưa móc đây. Màu bơ nè. Đẹp quá, 110.000 một bộ, chất phun lây dông em bao đẹp cho các chị luôn. Màu bơ nè. Ok thi nè, màu bơ nè. Màu hồng nhạt nè. Đó, sang chưa? Bơ
số 3 cho Hoa Phạm. Màu xanh coban nè. Bơ 3 cho Hoa Phạm. Hoa Phạm cho em số thoại. Xanh coban nè. Xanh coban nè. Bơ 3 Hoa Phạm cho em số điện thoại nha. Một trăm mốt một bộ nha các chị. Tím sen giùm em nè. Tím sen nè. Cho cái móc đi. Bà đứng vậy ông nội em không thấy được bà. Vậy chứ ngồi ngay ghế sao chưa thấy được. Ngọc có dòm gì xích đằng này quá vậy ta? Xích ra ngoài kia Ngọc. Xích ra ngoài kia là gì đẩy cái ghế vô đây người ta mới thấy được bả. Thôi thấy có cái đầu bả không thấy ghê lắm. Ừ đúng rồi đó. Đầu giống như đi chạy chạy giặt. Tím sen nè, đẹp chưa? Tím sen nè. Và số 3 cho Thi Võ nè. Quần ống nhỏ nha chị. Và số 3 chốt cho Thi nhỏ nè. Quần ống mình ống nhỏ giùm em nha. Bông này Thi có duyên lắm. Màu đen nè. 110 ngàn một bộ. Chị mặc số 1. Chị mặc số 1. Bữa nay em yếu lắm rồi. Bộ tím sen. Thanh Mai nè, Thanh Mai dòng đơn phải không? Tím sen xây 2 cho Thanh Mai nè. Có bà điện bà nói chuyện với người ta đây tôi thấy đây mà. Màu đen cho em lại cái sơ cái size bữa hổm chị mua mặc đẹp nha bé gấu ơi. Bữa hổm cái chị mua mặc cái size nào bây giờ mặc size đó giùm em nha. Số 3 màu cam với Bích Thi Trần nè. Số 3 màu cam này cho em lại cái cân nặng em mới biết được đó chị. Nhiều khách quá em không nhớ nổi đâu nha. Cây Bích Thủy Trần nè. 101 một bộ ống ôm giùm em nha. Chia sẻ giùm em đi các chị. Gờ dồn vô con. Số 3 màu đen và màu tím sen đó hả chị. Màu đen và tím sen màu cam đó là 3 bộ nha chị. Đen. Em có nghe mùi gì đâu trời. Ờ nghe rồi đó, nghe rồi đó. Nghe rồi đó. Ở đâu vậy thầy? Ê, chỉnh thằng trong lớp mày nè. Thằng lặng chết cũng thôi vậy. Màu đen. Màu đen số 3. Đen số 3, cam số 3 cho Thi Võ nè. Thế nó giờ còn như còn vàng màu kia lên nữa. Đen 3. Ok chị. Đen 3 đâu? Đợi em một xíu đi chị, để em dồn cái này qua bên này cái mới có mới cho các chị coi màu được. Đen 3 đâu? Nè chị Hằng. Em còn màu lam nè. Màu lam nha, màu này là màu ruốc nè. Màu lam và màu ruốc nữa, đợi ổn định lại tí xíu em cho các chị coi màu. Đen số 3 cho Bích Thủy Trần nè. Màu đen xây 2 cho bé gấu nè. Được đó. Được đó. Đen số 2 cho bé gấu nè. Rồi em cho các chị coi màu lại nè nha. Rồi em có màu đen. Màu lam xây 3 cho Bích Thủy Trần nè. Em có màu tím sen nè. Xanh coban nè. Màu rêu nè. Màu hồng sữa nè. Màu bơ nè, xanh bơ nè. Màu vàng đồng mẫu đang mặc nha. Màu ruốc giùm em luôn.
đủ size từ 45 đến 70 kg, em đang mặc là màu cam nha. Quần ống ôm, mẫu đang mặc là ống ôm, nhìn giùm em. Để ngày mai chốt hàng mấy bà nói sao thấy mặc ống rộng. Em mắc công chuyện quá quên rồi chị ơi, chiều nha chị. Chiều với Thi Phạm Hoa ơi. Chọn màu giùm em, kèm cân nặng, kèm số điện thoại nha. Một bộ cam, một bộ sách coban, ok Thanh Mai nè. Mẫu 55kg, cao 1m60, mặt size 2. Coban nó số mấy vậy chị? Cam, sách coban số 2, cái Thanh Mai rút em cái luôn. Đang mặc là màu gì? Em mặc là cam, mẫu là vàng đồng. Dạ em cảm ơn chị Phong Châu. Xem cô Ban nè, chốt cái Thanh Mai nè. Một bộ màu đen, màu em đang bận. Em đang bận là em nào chị tình yêu? Em là màu cam, mẫu là vàng đồng. Từ 45 đến 70kg giùm em, 101 một bộ nha. Mẫu đang mặc là vàng đồng, 55kg, cao 1m6, mặt size 2, đẹp chưa? Hồng sữa và vàng đồng size 3 cho Thi Phạm Hoa nè. Ok em chốt chị Thi Phạm Hoa nè. Vàng đẹp quá, có tình yêu ơi, bả hết muốn hai màu khác rồi. Vàng quá đẹp. Hai màu xanh đi. Hai màu xanh đi. Nữa. Làm tiền dữ dằn dện. Màu cam, còn mẫu hình đã mặc là vàng đồng, có tình yêu. Chị lên màu giùm em nha, chứ bộ em mặc là không biết bộ nào của người nào. Em là mi, còn chị kia là hằng. Bộ mi mặc hay là bộ hồng mặc, hằng mặc? Em đã mặc là cam nè, từ 45 đến 70kg ống ôm giùm em nha. Nay mặc số 1 còn ginh luôn, quá ốm à. Mốt chắc em mai số 0 cho em mặc quá. Giải đẹp lắm, mình giải em bao hàng nha các chị, 110 ngàn. Giải đẹp, phơm đẹp luôn. Màu lam và màu hồng sữa. Ok chị Thiêm Văn. Màu lam và hồng sữa 52kg. Chốt chị Lam nè. Ống sữa nè. Bởi vậy. Bởi vậy mới giống. San coban. Đây mới giống, giống mà. Dạ đúng rồi, Tâm Tình ơi. Sao chị? Mẫu đang mặc là san coban, chị nào đến san coban cơ mà san coban, kèm cân nặng, kèm số điện thoại giùm em chốt đơn nha. 110.000 san coban. Bên em có tất cả 10 màu, em đang mặc là cam. Em có đen nữa đây. Đen nè. Màu ruốc nè các chị, ối tím sen. Tím sen nha. Xanh coban mẫu mặc. Màu xanh rêu. 45 đến 70kg, xanh rêu nè. Màu hồng nhạt. Màu xanh bơ. Màu vàng đồng. Các chị nhìn chọn màu đi các chị. Màu ruốc giùm em nè. Và màu này là màu lam. Nguyên bộ ống ôm. Chất lay dâm. À dạ, em cảm ơn chị nhận hàng sợ nhận lộn hả? Dạ em á. Nó đó em đang mặc là cam nha, cam tươi. 45 đến 70kg giùm em. 110.000 một bộ.
Ê, quần này tới nhỏ lại nè. Mặc xanh bơ đi, lấy xanh bơ mặc chị. Chọn màu kèm cân nặng kèm số điện thoại là bên em chốt đơn. Form mai cực kỳ đẹp luôn. Dung Phạm cho em số điện thoại mới chốt đơn được nha chị. Số 3 là 55 đến 60 kg giùm em. Mua hàng comment màu kèm cân nặng kèm số điện thoại em mới biết đường em chốt cho các chị. Còn các chị không cho số điện thoại đâu biết các chị ở đâu đâu mà địa chỉ đâu mà gửi. Đất cơ kìa, tụi cái đất bả gầy ra tới ngoài này lộn rồi. Khổ hết sức khổ em, khổ chị. Màu cân nặng đồ này mặc những cái chị mặc hơn đồ đánh tổng nè. Đúng không? Rồi, các chị chia sẻ giùm em nha. 110.000 quần ống ôm. À, gửi chung Hoa Phạm đen số 3 cho Dung Phạm nè. Màu xanh cô ba và màu đen số 3 cho An Nhiên nè. Chia sẻ giùm em nha, 110.000 từ 45 đến 70 kg em có size Dung Phạm nè, em chốt nè. An Nhiên xanh cobalt và đen số 3 cho An Nhiên nè. Ok chị. 110.000 một bộ, bên em có 10 màu. 45 đến 70 kg. Cuối tháng hả? Chia sẻ giùm em nha các tình yêu ơi. 110.000 bên em có 10 màu nè, 45 đến 70 kg giùm em. 45 đến 70 kg giùm em nha. Rất là đẹp, chất có độ co giãn chồng đầu giùm em, thiêu hoa hoa sen trên và dưới giùm em nè. Rất là sang luôn, chất phun la dông bao đẹp. Trời. Ừ. Mẫu đang mặc là xanh bơ, em đang mặc là màu cam, quần ống ôm giùm em nha. 110.000. Không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Ừ. Xanh bơ. Mẫu đang mặc là xanh bơ, cho em cho các chị coi lại màu, comment màu kèm cân nặng kèm số điện thoại giùm em, bên em chốt đơn nha các chị nha. Bơ số 3 cho Hoa Phạm nè, bơ số 3 cho Hoa Phạm. Con trông dữ lắm mà Ngọc. Ủa sao hôm qua mày cười hả mà? Vui lắm mà. Rồi sao đâu mày vui lắm. Chất lai dông nha chị ơi, em bao hàng cho các chị luôn. Cho các chị kiểm tra mình vải đẹp nhận hàng giùm em, mình vải không đẹp các chị có quyền không nhận hàng nha. Mình chẳng ăn mì gói không à. Em có màu lam nè nha. Ok, có quần mai dài rồi đó chị. Quần dài lắm á chị, em mét 6 rồi. Chị này là 55kg, cao mét 6 nè, mặc về là rất ok rồi các em chị. Quần dài lắm á. Mai dài nữa thì mấy chị người ta mà, mấy chị người ta thấp là khó mặc lắm. Nó mất cái phơm. Em mặc là em thấy dài rồi đó. Chỉ mặc là vậy là dài rồi nè. Em có màu rút nè, đủ 45 đến 70 kg nha. Em có vàng đồng nè. Bơ mẫu đang mặc nha, mẫu chị Hằng đang mặc nè. Màu hồng sữa nè. Màu xanh riêu giùm em, đẹp lắm. Xanh cobalt nè. Màu tím sen nè. Và màu đen. Size từ 45 đến 70 kg, thay giùm em màu ở tím sen đi chị. Em đang mặc là cam nè. 45 đến 70 kg không có áo ngủ cho bạn đang bán bà ba bạn ơi. Dạ 110.000. Em có màu đen nè. Màu tím sen nè. Xanh cobalt nè. Riêu nè các chị. Hồng sữa nè. Xanh bơ nè. Vàng đồng nè. Em bao hàng các chị luôn, giải cực đẹp.
màu ruốc nè, và màu này là màu lam giùm em nha. Đen xây ba cho Thi Phạm Hoa nè, 110.000 với các tình yêu ơi. Cái chất vải mà không đẹp, mấy mốt em bán các chị lên các chị phớt em nha. Bà ba ống rộng inbox mình đi bạn, bà ba ống rộng mình có nhưng mà hôm nay không có bán nha. Bây giờ em đang bán là bà ba ống ôm. Chị Miếng ơi, em có bà ba ống rộng áo bông quần đen, áo màu quần đen rồi nguyên bộ luôn. Mẫu đang mặc là màu tím sen, chị nào lấy tím sen comment màu tím sen cộng cân nặng cộng số điện thoại bên em đi đơn từ 45 đến 70kg bên em có size nha, đẹp chưa. 55kg cao 1m6 mặc số 2 tuyệt vời luôn các chị, đâu có bị ngắn đâu, cái quần đó các chị thấy đâu có bị ngắn đâu, thấy không. 110.000 giùm em. Xanh của ban số 3 cho Thi Võ nè, tím sen, mẫu đang mặc tím sen nha, quần dài thẩm thượt luôn á. Chị nào lấy tím sen comment tím sen kèm cân nặng hồng sữa số 2 cho chị Thanh Hương nè. Tím em không có nha Trần Thị Mộng ơi. Chiếc này bà không là, có tím sen thôi chị, tím sen mẫu đang mặc thôi chị ơi. Em chốt cho Thanh Hương nha. Tím sen mẫu đang mặc 45 đến 70kg. Trời trời, chất vải các chị gọi mình phải đi. Các chị nào mua hàng bên em rồi cho em có bình luận đi các chị. Xem ơi, chất vải bên em có xấu không? Các chị nhận hàng có hợp cái tiền của mình bỏ ra không? Rất là thích luôn. Tím sen, chị nào lấy comment em 45 đến 70kg. Em lấy chị màu, chị lấy màu gì Thu Hồng ơi? Cho em cái màu đi chứ, cho em cái màu nghe, không có màu không chốt được. Màu kèm cân nặng kèm số điện thoại 3. Màu lam, màu lam đó chị. Đây, ship 30.000 giùm em. Màu lam nè. Lúc trước chị mặc size gì Trần Hoàng Ngân ơi, bây giờ mặc size vậy giùm em. 55kg cao 1m6 thì mặc size 2. 55kg cao 1m55, 54 mặc size 3 giùm em. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hương. Nghe tin tư vấn nha. Màu bơ Nguyễn Trinh comment lại giùm chị. Số mấy Nguyễn Trinh ơi, số 1 hả em? Lúc trước comment màu kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em mới chốt đơn được nha. Cái màu và cân nặng và số điện thoại. Màu bơ đen 4 cái hồng nhan Lê Thị nè, chốt đen 4 cho các chị. Các chị thấy khách em khen không? Yên tâm đi các chị ơi, 101, cái này hàng người ta bán ra 130, 140 luôn á. 55kg cao 1m5 mà số 3. Cho em số ký nha chị Nguyễn Thảo ơi. Màu em đang mặc, màu em đang mặc là tím sen. Trời ơi trời, tím sen xe bay cho Thu Hồng. Dạ 80kg em không có. Cái này hàng mới về Lâm Vy ơi, 60kg cao 1m6 màu lam cho Mỹ Châu Cạp xe 3 nè. Dạ 101. Màu vàng size 4 cho Ngô Thị Kim Dung, 101 một bộ nha, đẹp lắm. Mẫu đang mặc tím sen rồi, đợi em xíu. Màu cam chứ không phải tím sen, xả tím sen cái số 3 ra đi con, màu cam số 3 nè. Đợi em xíu nha. Ừ. Cam số 3 nè. Màu vàng số 4 cho Nguyễn Thị Kim Dung, Ngô Thị Kim Dung nè, cho màu coi màu lại đi chị. Màu đen số 6 không có chị ơi. Đen số 3 nè, bơ số 2 nè. Đen số 3 nè. Đen số 3, bơ số 2. Màu này màu rút mấy chị. Bơ số 2 nè. Vàng đồng. Mấy chị xem bản màu lại giùm em nha. Màu này là màu bơ. Tím sen xây 2 cho Nguyễn Thị, Nguyễn Thị nè. Số lượng có hạn lắm các chị, nhanh tay nha, 101. Cho coi màu đen. Cao 1m7, 75kg mà số 5 giùm em. Dạ, màu đen nè chị. Trần Hoàng Ngân. Màu
Nguyễn Thảo ơi, comment cho em lại cân nặng nha. Mà là màu xanh cô ban nha mấy chị. Trần Hoàng Ngân đen cam hồng sữa size 3. Đen cam hồng sữa size 3 cho Trần Hoàng Ngân nè. 101 nha. Ống rộng hôm nay không có bán mấy chị ơi. Giá vừa từ 45 đến 70 kg mà em có size. An An cho chị số điện thoại. Màu hồng. Màu hồng size 1 cho Trần Thị Mộng nè. Màu hồng size 1 cho Trần Thị Mộng em chốt nè. Đúng rồi chị. Cho lại cân nặng và số điện thoại An An ơi. Màu cộng cân nặng cộng số điện thoại em mới chốt đơn được nha. 1m6 775kg mà số 5 bạn ơi. Đen 5 cho Ánh Linh nè. Dạ cảm ơn Lâm Vy nha. Đen 5 cho Ánh Linh nè. Nguyễn Thanh bộ tím sen màu đen cân nặng và số điện thoại đi chị. Đen cam hồng sữa riêu. Riêu size 3 cho Trần Hoàng Ngân em chốt chị thêm nha. 110.000 thay từ 45 đến 70kg. Nguyễn Thảo mặc size 2. Đó đó em liên hệ chị sao nha An Nhiên ơi. Bá Khiêm là màu cam và xanh bơ. Cam và xanh bơ. Cam và xanh bơ số 1 cho Bá Khiêm nha. Cam và bơ số 1 nè. Ship 30 giùm em. Đợi em chút xíu các chị ơi. Cam và bơ số 1 nè. Mua hàng cho em màu cộng cân nặng cộng số điện thoại em mới chốt đơn được. Nguyễn Thảo. Màu lam và màu hồng. Lam 2 nè. Lam, chị nào lấy lam coi mình lam kèm cân nặng kèm số điện thoại giùm em. Tím sen nha bạn, không phải hồng cánh sen nha bạn. Ờ màu lam, màu lam. Cho em số điện thoại mới chốt được các chị ơi. Cho số điện thoại, cho màu và cái cân nặng nữa. 101 một bộ. Xanh cô ban xây 5 cho Ánh Linh nè. Ship 30.000 dùm em. Ship tất cả 30.000 dùm em. Bé 55 49kg mặt xây 1 nha bạn ơi. 46kg cao 1m50 mặt xây 2. Các chị cho một bình luận thôi, cho một cái comment thôi là nghe em biết. An An nè. Màu cam số 1 cho An An nè, chốt. Cam 1 thôi chị, cam 1 trên xào hay gì kìa. Mặt xây 5 nha Hằng Lê ơi. Ok ừ, mi rồi. Đồ shop em, dạ em cảm ơn chị. Ủa, màu cam mấy cái mặt á. Màu cam em mặc hả, ok nè, chốt cho An An nha. Nguyễn Thanh, các chị bình luận một bình luận thôi, một cái comment thôi. Tím sen và màu đen. Ủa Thanh Thanh, chị nhiêu ký vậy Thanh Thanh? Các chị bình luận một cái comment thôi để em biết đường em bán. Bình luận nhiều quá rời rạc em không có kiếm được. Cam và tím sen. Cam và tím sen xây 49kg cho Giao Đinh nè, xây 2 nè. Cam. Tím sen. Tím sen xây 2 muốn hết rồi đó. Cam và tím sen nè. Ship 30.000 giùm em nha, 101. Nguyễn Thảo, Nguyễn Thảo nãy mày xây 2 hả tình yêu? Ok, tím sen và lam xây 2 chốt rồi. Quần 1m là sao bạn? Xanh Cuban và đen. Xây 5 cho Nguyễn Thắm nè. Xanh Cuban và đen xây 5 cho Nguyễn Thắm. Chị điện lại em đi Huyền Lê ơi. Các chị muốn gì thì điện em đi, các chị em quên lắm. Em không nhớ được nổi các chị ơi. Màu màu bơ, màu riêu, màu cam xây 3 nè. Bơ riêu cam xây 3 nè, cam và vàng xây 2. Nhớ nghe máy giùm em nha. Nghe máy em mới chốt đơn được. Em điện 2 ngày mà không nghe máy là em xả đơn nha. Và mai mốt vô mua em cũng không bán luôn. Màu cam nè. Màu riêu nè. Số 3. Màu cam, màu vàng. Chụp đây đi, chụp đây nè. Màu cam và vàng xây 2 nè cho toàn Văn Nguyễn nè.
cây em chốt nè, 60kg mặt size 3 dùm em nha. Các chị bình luận một cái comment duy nhất màu cộng cân nặng cộng số điện thoại là bên em chốt đơn được nha. Nhiều quá comment về rải rác tùm lum, em kiểm lại nó mất thời gian lắm. Một bộ tím và một bộ tím sen và đen size 3 cho chị Nguyễn Thanh nè, 55kg size 3 cho Chí Linh Chí nè, hai màu khác dùm em đi, màu đen cái nữa học, màu đen cho Chí Linh Chí Linh Chí Linh gì nè, 110.000 một bộ dùm em. Xanh, cam, tím sen. Xanh gì Đặng Tiến Tiết ơi, cam và tím sen xây 4 nè. Cam và tím sen xây 4 anh em có hai xanh, xanh coban và xanh coban và xanh bơ nha chị Đặng Tuyết Nguyệt nè. Chị cầm anh lại xanh nào em chốt nha, một bộ lam, một bộ đen, một bộ tím sen xây 3 cho Trần Nguyễn nè, lam, đen và tím sen. Lam, đen và tím sen nè. HD Trần Nguyên nè. Giải lai dâm nha, đen xây 3 cho Trương Tuyển nè. Cho em luôn cân nặng nha Ngọc Ái ơi, Ngọc Ánh ơi, dạ không. Hồng xây 5 cho Nguyễn Thấm nè, 110.000 bộ cho các tình yêu. Một cam một vàng chốt cho Nhung Trần xây 1 nè, cam xây 1 chị hết rồi nha Nhung Trần ơi, cam xây 1 chị hết rồi Nhung Trần ơi, lấy màu khác giùm chị đi em. Cho em nghe rồi, một cam một đỏ. Không có đỏ, ha, cam hết rồi. Dạ em chốt cho chị Trần Nguyên, HD Trần Nguyên rồi nha. Bộ vàng gì chị Giao Đinh? À vàng xây 2, vàng xây 2 cho Giao Đinh em chốt nè. Ok Nguyễn Trinh, xanh coban xây 4 cho Đặng Tiết Nguyễn nè. Mua 5 bộ là bên em miễn ship nha. Mẫu đang mặc là màu đen, chị nào lấy đen comment đen giùm em. Đen, tím sen, vàng đồng. Đen, tím sen, vàng đồng xây 2 cho Đặng Hạ nè. Đen. Đúng em tím sen nha chị. Tím sen nè. Xây mấy vậy? Xây 2. Tím sen xây 2 em hết rồi, vàng đồng nè. Tím sen 2 hết nha chị ơi. Xây mấy? Rồi xe 2 còn em chốt cho Đặng Hạ luôn bọc nè. Nè. Ok Nhung Trần, một đen với một vàng bò. Một đen. Em không có cà chị. Nhung hồi nãy chị chốt cho em màu gì kìa Nhung ơi. Ok vậy chị đổi đen cho em. Là sao chị Đặng Hạ ơi, lấy thêm màu xanh, xanh nào em? Thay màu đen ra, thay màu xanh. Xanh em có hai xanh, xanh coban và xanh bơ, chị lấy xanh nào? Chị Mai. Chị Mai đen đó, chị Mai chi về vậy chị là cái gì chị cái gì nè? Không hiểu chị. Rồi thay màu khác giùm em. Ủa, mình có ví dụ nó thay ví dụ đi. Đâu? Em lấy xanh nào 110.000. Em không có tím than mà em có huyết vụ nè. Ok Đặng Hạ, ví dụ như bây giờ các chị mặc size 3 vừa thì mốt mua đồ bên em nói size 3 là em lấy ngay size 3 nha. Ok vàng thì còn. À lấy cam. Lấy đen và vàng. Ok. Cái size 2 này coi chừng
ai mà chốt số 6 mẹ. Vàng đồng xây 1. Vàng đồng xây 1 còn ở trên sào không vậy? Vàng đồng xây 1 hả? Còn cái gì á? Còn. Vàng đồng xây 1 em ký cho Kim Thuyên Phan Thị nè, 101 một bộ nha. Màu tím rượu 1 lam xây 4. Ủa da. Ok chị HD Trần Nguyên. Em không có sai cái đó nha chị Phan Thu Thủy ơi. Tím rượu và lam số 4 nè. Một mét 59, chị muốn lấy xây 1 thì em lấy cho, em sợ ôm thôi. Tím rượu xây 4 HD Trần Nguyên nè. Bữa chị có mua hàng bên em chưa? Mua bên em xây 1 thì giờ em lấy xây 1. Màu quýt rượu, chị nào lấy comment quýt rượu kèm cân nặng kèm số điện thoại giùm em. 45 à 54 ký màu số 2 chị. Mét 65 chị bao nhiêu ký chị ơi? Một bộ vàng chanh xây mấy giờ An An? Vàng chanh xây 1 chị hết rồi em ơi. 54 ký mà xây 2. Mẫu cao 1m6 đó, chị thấy còn cái quần còn dài không? Mà mẫu mặt số 2 nha, 55 ký cao 1m6. Càng tùy theo cái cân nặng các chị, ví dụ các chị nặng hơn thì cái quần nó dài ra. Mỗi size nó sẽ rộng bề ngang và trọng của bề xuống. Ok, em chốt chị Nguyễn Thắm rồi nha. Màu vàng đó hết rồi An ơi. Màu quýt rượu. Em cho các chị coi lại bản màu nè. Màu vàng hết rồi, đưa đây móc đưa đây em treo màu vàng lên. Màu vàng với màu của chị không có. Màu cam. Có màu cam trên mặt. 1m65 53kg thì mẫu đang mặc đó chị. Một tím rượu xây 3. Ok chị Trần Nguyên nè. Nè màu vàng đồng nè. Tím rượu xây 3 em chốt cho chị nè. Chị Giao Đinh lấy xe máy em quên rồi. Bà ba thì chỉ có kiểu này thôi em. Bà ba mà mấy kiểu chị? À chị lấy xây 1. Lấy quýt rượu và đen xây 1. Quýt rượu nè, đen xây 1 rồi còn không chị? Không có xanh lá em ơi, xanh rêu. Kim thôi cho em số điện thoại. Em chốt đen. Không thấy màu luôn vậy. Các chị cầm bên màu kèm cân nặng kèm số điện thoại. Cho coi lại màu nè. Màu vàng chanh nè. Mặt size 2 nha bạn ơi. Mặt size 2 thì có quần em sợ vừa thôi chứ không dài nha. 5 bộ mới miễn ship các chị. Màu vàng bơ nè, ở xanh bơ nè. Màu đen nè. Màu lam nè. Màu ruốc nè. Màu tím sen giùm em. Màu xanh coban. Màu rêu. Màu quýt rượu và em đang mặc là màu cam nha. Màu hồng đâu? Không có trắng chị ơi, bán nguyên màu trắng là ế chết. Đó màu hồng á hả? Quýt rượu xây 3 cho Kim Thoa nè. Chị Kim Thoa lấy quýt rượu với cái gì ta? Quýt rượu cho Kim Thoa nè. Không vừa nha Vương Thảo ơi, quýt rượu xây 3 cho Trần Hoàng Ngân nè. Quýt rượu xây 4 nè. Mặt xây 4 nha, mặt xây 5 nha Phan Thị Thu Thủy ơi. Quýt rượu xây 3 nè. Ủa quýt rượu xây 3 rồi mà. Trần Hoàng Ngân. Quýt rượu xây 4. Quýt rượu và vàng xây 4 cho Đặng Tuyết Nguyệt nè. Em ok chị Đặng Tuyết Nguyệt nha. Cái gì vậy? Quýt 4 có rồi, giờ đưa xây vàng chanh nữa. Một đen một xanh riêng số 2 cho Thu Nguyên nè chị. Đen và riêu số 2 đằng này nè. Riêu đó hả? Đen và riêu số 2 cho chị Thu Nguyên nè. Trời má ơi trời. Màu đen mà má nói màu riêu. Đen và riêu số 2 cho chị Thu Nguyên 110 ngàn ship 30 giùm em nha.
Bơ 40 kg cho Nhung Trần nè, bơ 1 còn không? Bơ 1 trên cây đây, đưa bơ 1 đây. Bơ 1 chốt cho Nhung Trần nè. Bọc coi Ngọc. Bơ 1 cho Nhung Trần nè. Em có vàng đồng nha chị. Bơ 1 chốt cho Nhung Trần nè, 40 kg về bóp lại xíu nha Nhung ơi. Quyết rượu xây 3 cho Kim Thoa. Kim Thoa chốt rồi mà chị chốt hoài vậy. Bình luận một lần là em thấy rồi các chị ơi. Màu đen và màu lam số 3, Long Bình cho em số thoại. Thanh bơ hết rồi Hàng ơi. Lam và đen số 2. Lam và đen số 2 chị Long Bình cho em số thoại nè chị ơi. Không có số điện thoại em không chốt đơn được nha. Rồi ok, size lớn nhất là size 5 chị ơi. Cho em màu đen và quyết rượu. Bây giờ bà lấy màu nào bà Long Quỳnh ơi? Sao lúc chị màu đen với màu lam rồi bây giờ lại màu đen với quyết rượu là cái gì trời? 54 cái mà số 2 chốt lại em nha. Hồng còn. Mỹ Thảo ơi, em mới điện cho chị hôm qua mà chị. Mới điện hôm qua mà lâu gì chế yêu. Cho em màu, cộng cân nặng, cộng số điện thoại bên em chút đơn thay màu khác thôi chị. Thay màu hồng giùm em đi. Thay màu rồi, màu ấy cũng được, màu này nè. Màu ruốc á. Lấy hồng cho An An, hồng số 1 nè. Hồng số 1 có 2 gì á. Hồng hết luôn rồi An An ơi, hồng số 1 hết rồi. Một đen, một tím rượu. Một đen, một tím rượu xay 3 cho sushi nè. Hết đen luôn hả? Trời kỳ vậy. Đen và quyết rượu cho sushi nè. Cam xay 4 cho Ngọc Huệ Ca nè. Cho em số điện thoại hết em mới lên chốt đơn được nha. Cam số 4 cho Ngọc Huệ Ca nè. 110 chị. Cân 50 mồi mệt mệt 6 màu tím rượu. Âu treo màu làm là cái gì Ngọc Ánh? Điện thoại tuần trước hả? Để gì kiểm tra lại nha Mỹ Thảo ơi. Số 1 thì còn ruốc còn lam. Còn tím sen nè em, tím sen đẹp lắm. Sankoban. Số 3 là 54 kg chị thấp mặt số 3 nha. Màu đen và màu quyết mẫu đen, bộ lam, bộ quyết rượu. Màu đen. Màu lam, bộ quyết rượu số 3. Đen số 3 em hết nha. Em chốt cho chị Lam nào quyết rượu số 3 nè. Màu quyết rượu nha chị chứ không phải tím nha chị. Quyết rượu size 5 cho Hương Ngô nè. Lấy tím sen số 1 đi chị. Sen size 1 cho An An nè. Có của Ngọc đây nè. Tím sen size 1 cho An An nè. Trời, tím sen này có. Mẫu đang mặc là màu ruốc, chị nào lấy ruốc coi mình ruốc giùm em cân nặng, cộng số điện thoại cho khách coi màu lại đi chị. Ủa số 3 tự nhiên hết đen vậy? Làm như phải đi không điều màu thôi. Điều không? Kiếm lại nha. Cái này trông lấy vậy. Số 3 bán kinh khủng. Màu ruốc số 1 cho Lý Lắc nè. Có size đến 70 kg đặng chị. 45 đến 70 kg nha. Mẫu đang mặc màu ruốc. 45 đến 70 kg, 110.000 một bộ. Chị nào lấy comment giùm em nè.
Em có hồng nè các chị, hồng sữa nha. Màu đen nè, màu đen xe ba em hết. Màu lam nè, màu ruốc nè, tím sen giùm em, màu xanh coban, màu xanh rêu, màu xanh bơ, màu vàng đồng giùm em. Màu ví dụ đâu? Ruốc xay năm. Ruốc xay năm với hương môn nè. Ruốc xay năm Ngọc ơi. Cái này lam mẹ. Thôi đừng có đổi thừa rồi. Cái đó tím sen. Nó đó. Cảm ơn màu. Kèm con mặn, kèm số điện thoại. Tự nhiên vô chọn màu, không có số điện thoại không chốt được các chị ơi. Xay 3 màu lam và màu riêu em chốt trang ngô nè. Xay 3 55-60kg nha. Màu lam và màu riêu nè. Đen xay 3 em hết rồi. Lam và riêu nè. Quyết rượu và xanh riêu và ruốc xay 3 cho chị. Quyết rượu xanh cho chị Nguyên Văn nè. Riêu nè, 101 một bộ nha. Quyết rượu nè, ruốc này cho Nguyên Văn nè. Em ở Vĩnh Long nha các tình yêu ơi. Màu ruốc số 2 với màu lam số 2 cho thanh bạc nè, 101 một bộ. Ruốc số 2 và lam số 2 cho thanh bạc nè. Chất lai dâm em bao đẹp cho các chị luôn. Mẫu đang mặc là ruốc nha. Chị Hằng đang mặc là ruốc. Màu xanh coban và màu tím sen xay 1 cho Tú Phương nè. Tím sen chị, tím sen còn tím sen trên cây á. Trên cây á, mới tháo ra đó. Xanh coban và tím sen cho Tú Phượng nè. Đọc rồi, nào. Hết tím sen xay 1 rồi nha chị. Hết tím sen. Còn từ số 2 đến số 5 không à. Chất lai dông đẹp lắm. Xay 2 cho Nguyên Văn hả? Nguyên Văn mới chốt bãi thấp thì đâu rồi. Mặt xay 2 chợt là em không cho đổi nha chị. Nguyên Văn con kiếm màu Nguyên Văn. Kiếm trong sọ này Nguyên Văn. Xay 2 chợt là em không cho đổi nha. Hồi nãy lấy số máy vậy Chí Linh Chí ơi. Trời ơi cho em lại cái con nặng các chị. Xay 3 màu đen hết. Chốt cho em quyết vụ thôi nha Chí Linh ơi. Bên cái sọt này gì nè, cái sọt này nãy con mới dục qua bảnh, có dục bảnh không? Nguyên Văn em đổi cho chị số 2, chật là em không cho đổi nha. 52kg thì mặc số 2, khi nào 55kg mới mặc số 3, các chị cho cái số ký chính xác giùm em đi các chị. Riêu này cho Nguyên Văn nè, cho số ký chính xác đi, trên lệch 4-5kg là nhảy cái size lên đó rồi mặc rộng rừng có la nha. Nguyên Văn nè, ruốc số 2 nè, 52kg cao 1m55, mặc số 2 vừa rồi bà ơi, bà quất lên chi chí 55kg dữ vậy. Nguyên Văn nè, quyết vụ nè. Mắc công thời gian em làm không kịp. Các chị ơi cho cái số ký chính xác đi. Em mặc gửi cho các chị mặc mới vừa. Tự nhiên mấy bà 52kg bà quất lên 55kg chi vậy. Mặc vừa nha Bi Bi ơi. Dạ mà số 3 Trăng Ngô ơi, 55kg sao mặc số 1 được em. Một hồng một xanh, một hồng một xanh xay ba với Bích Thảo Trần nè. Xanh gì chị? Xanh bô hoặc xanh coban nha. Đổi màu khác giùm em đi chà. Chọn màu xanh giùm em như Bích Thảo Trần ơi. 55kg mặc số 1 đâu có vừa em. 55kg cao 1m55 thì phải mặc số 3 này. Chị thấy mẫu em là 55kg cao 1m6 người ta mới mặc số 2. Còn chị thấp hơn người ta tới 5 phân lận. Tùy, nếu mặc số 2 thì em bán số 2 thôi.
63kg cao 1m6 mặt số 3 là vừa nha BB ơi. Chị thích thoải mái mặt số 4 giùm em. Comment màu cho em cân nặng cho số điện thoại. 55kg sao mặt số 1 được Linh chị Linh. Màu đen hết, chốt quyết vụ số 3 cho em thôi. Quyết vụ số 3. Trương Kim Huệ cho em số điện thoại mới chốt đơn, không cho số điện thoại không chốt đơn được chị ơi. 55kg nhà mẫu 55kg cao 1m6. 55kg cao 1m6 á chị mẫu á. Thì chị nghĩ đi, chị 55kg mà chị cao mẫu không tới 55kg, khoảng 53kg à. 53kg cao 1m6. Cao 1m55, 52kg mặt số 2 nha chị. 110.000 bộ giùm em nguyên bộ ống mơm nè. Em 45kg cao 1m50 mặt số 1 hơi thoải mái nè. Nay em ốm quá trời quá đất rồi. Chiếc rồi còn bằng cái tâm mà. 45 đến 70kg. Mẫu là khoảng 53kg cao 1m6, họ mặc số 2. Còn chị 55kg mà cao có 1m55 mặc số 3 là phải rồi chị. Thích mặc số 2 em bán số 2 à, mà chật là em không cho đổi. Ví dụ như các chị hơi rộng chút xíu các chị bớt sửa vô còn được, mà còn chật là bó tay. Cô ban số 4 là Ngọc Huệ Ca nè. Chị đứng ra cỡ 53kg à. Xanh bơ. Đó, mẫu em là 52 53kg cao 1m6 mà số 2 đẹp không? Chị 55kg nặng hơn người ta 3kg mà thấp hơn người ta 5 phân luôn. Một bộ tím sen 70kg cao 1m5 không vừa vậy Hà ơi. Nữa. Lấy số 3 trời ơi muốn xỉu với bả luôn. Nguyên văn á, kiếm nguyên văn lại đi. Trời chị quần em quá chứ. Quần em thiệt luôn á. 70kg cao 1m5 không vừa chị. Cái size này em 70kg phải cao 1m58 trở lên em mới vừa nha. Bộ đang bạc là xanh bơ hả chị Như Quỳnh ơi. Đây em cho các chị comment màu kèm cân nặng em mới biết được em chốt được các chị. Coi lại màu nè, màu quyết vụ nè. Hồng giùm em, hồng sữa. Cứ nguyên văn là đổi số 3 cho gì. Màu đen nè. Số 3 hả? Màu lam nè, số 3 hả? Nguyên văn. Nguyên văn. Còn cái đó là tên gì? Xong cái số 2, cái số 3. Nguyên văn, còn cái này là toàn nguyên văn. Màu này màu lam nè. Màu này màu ruốc giùm em. Màu này tím sen giùm em nè. Chị cảm ơn con nhỏ soạn hàng, đừng cảm ơn em. Màu xanh cobalt á. Màu riêu nè. Màu xanh bơ mẫu đang mặc. Màu vàng đồng và em đang mặc là màu cam. Cao 1m47, 57kg mặc số 4 nha cô ơi. Cô mặc số 4 mà về là cắt cái quần, cắt cái áo lên giùm con nghe. Tại vì mình thấp quá nha cô. Cái quần nó dài lắm, về phải cắt cái quần lên nè. Rồi cắt cái vạt áo này lên cho con mới được. Con cao 1m5 mà cô còn thấp hơn con nữa. Nè. Trời nhớ hả, mặc số 1 vừa mà xem dở rộng. Cái chị mặc số 2 là chị cảm thấy ôm rồi đó. Không, nhưng mà chị mặc vậy đẹp. Không, mà tại vì nó dột lên cái mặt chị cũng hết có 3kg rồi. Chị đỡ ra số 3 hết. Ừ. Mặt 3kg này. Dạ, mặt size 2 nha chị Tiến ơi. Trời ơi em ơi, chưa biết em ở đâu mà sao biết mấy ngày tới em. Ngày mai gọi chốt đơn đi rồi biết em ơi. Bốn áo gửi rồi Út Mơ ơi. Ở Bạc Liêu tầm 3 ngày đổ lại đây các chị. Mới gửi hôm qua hả chị ơi, mới gửi chị hôm qua hả chị. Em điện cho chị hồi lúc trưa hôm qua thì chiều hôm qua em mới gửi được mà. Trời ơi, các chị yên tâm đi, hàng lúc nào em cũng muốn gửi hết, đặng đặng em mới nhận được tiền về sớm chứ. Giam hàng các chị ở đây là giam tiền của em đó. Hàng điện chốt cho các chị rồi là gửi liền. Xây 2 vừa với thanh bạc ơi, mặc xây 2 đẹp lắm chị, đừng mặc xây 3. Em cho các chị coi màu lại một lần nữa nha. Ok, Khương Mai, xanh cô, xanh bơ và 3. Ủa, xanh bơ và cam 3.
chỉ có ông ôm thôi nha. Khổ ghê, bữa bán ống rộng vô hỏi ống ôm không à. Chị cho em màu đi, chị Nguyễn Thị Tiến ơi. Ok chị Ngọc Huệ Ca, cho em cái màu ở trên này em chốt liền luôn nha chị. 50kg, 1kg, cao 1m50. Cho em cái màu trên này em chốt luôn nè. Em có tím sen nè, xanh coban nè, xanh rêu giùm em nha, xanh bơ nè, vàng đồng nè, màu lam nè, màu đen nè, màu hồng sữa nè, huyết vụ nè, màu ruốc nè. Chị Hằng đang mặc màu màu bơ và em đang mặc màu cam. Màu cộng cân nặng cộng số điện thoại, hình như mặc chưa mặc riêu rồi nhá. Nãy giờ chị cứ chưa mặc một bộ màu cam. Màu riêu chị chưa mặc. Rồi coi lại đóng sờ bạn đóng đi. Không thấy được má, màu riêu. Riêu nè. Cái màu đó. Comment màu cộng cân nặng cộng số điện thoại em chốt đơn 110.000. Giùm em nha. Má. Dạ em cảm ơn chị Phan Quyến. Hello Thảo Nguyên. Ống rộng á, các chị coi lại cái livestream cũ của em có bán ống rộng nha các chị, hôm nay bán ống mềm. Một huyết vụ, một màu bơ xây 2 cho cô Yến Lệ nè. Huyết vụ và bơ xây 2 cho cô Yến Lệ. Mẫu đang mặc là màu riêu đó các chị, 45 đến 70kg giùm em nha. Huyết vụ và bơ xây 4. Chị nói xe 2 sao? Vàng đồng 45kg hết chị ơi. Từ đầu mùa tới giờ không bình luận. Vàng đồng, vàng đồng hết. Vàng đồng 45kg hết rồi. Mẫu ra mặt là riêu, chị nào lấy riêu comment riêu giùm em kèm cân nặng kèm số điện thoại. 45 đến 70kg. Dạ cảm ơn chị Thảo Nguyên. Bảo đang mặc là màu riêu, chị nào lấy riêu comment riêu giùm em. Không có cà phê sữa chị, nãy giờ 10 màu em nói hết rồi đó các chị. 10 màu nãy giờ em nói tới nó lui nhiều lần lắm rồi, các chị thích màu nào trong đó chốt giùm em, còn hỏi những cái màu bên ngoài là em không có. Nói 10 màu rồi chứ hỏi cà phê sữa. Một bơ số 4 và một bơ số 2, ok cô Yến Lệ nè. Bơ số 4 chốt rồi, chốt bơ số 2. Sàn con bác bị ế rồi đó. Tôi tối mới vừa nha, hai áo một quần lá gì chị? Trời đất ơi, em trả lời chị Như Quỳnh rồi mà em nói là vàng đồng hết rồi. Đây đưa màu đây em lấy cho. Em nói với chị là vàng đồng em hết rồi. Em nói chị là từ lúc đầu chị vô chị không mua. Giờ hết rồi không còn chứ ơi. Đây,
kiếm sen nè. Màu rút giùm em nè. Màu quyết dụ nè. Màu hồng nè. Màu đen giùm em nè. Màu lam nè. Màu vàng đồng nè. Màu xanh bơ nè. Và màu xanh coban nè. Màu rêu và màu cam em đang mặc. Một bộ thôi hả chị? Số 2 màu rêu nè. Màu lam nè. Đẹp lắm, chất phun lai dông có độ co giãn. Hình như nãy giờ chị chưa có mặc màu hồng luôn á. Hồng chị mặc bán rồi. Nãy chị dục mà không có bán rồi. Bán đâu, hồng số 2 còn nhóc mà. Để bán hồng số 1 mẹ. Size 1 màu ruốc. Màu ruốc size 1. Ok, size 1 màu ruốc em chốt thì chị Kim Dung nè. Cái gì các bạn coi Ngọc? Chị Kim Dung rút số 1 nè. Số 5 là 65 đến 70 kg nha chị. Xin quan số 5 cho Hà Nga nè. Trời ơi mệt chị Như Quỳnh ghê luôn á trời. Trả lời muốn lòi cuốn họng ra luôn mà bà nói xong trả lời. Dạ em không có bán áo bà ba chị ơi. Dạ chị Kim Dung em thấy 4X là bao nhiêu ký cô? Này con có size từ 70kg đổ lại thôi à. Màu hồng. Hồng mở ra mặt là hồng phấn nha, đẹp quá. 45 đến 70kg. Hồng phấn, chị nào lấy comment. Quần có 2 túi nha các chị. Quần lúc nào bên em cũng có 2 túi hết. Quần ống ôm là 2 túi, quần ống rộng là 1 túi. Đẹp chưa? Màu hồng phấn, chị nào lấy comment hồng phấn giùm em. 45 đến 70kg. Lấy màu nào có mình màu giùm em nha. 10 màu đó giờ em cho các chị coi á. Màu cộng cân nặng cộng số điện thoại. Không có tội 8 tuổi chị ơi. Không có 8 tuổi nha chị. Màu lam và màu ruốc size 5 cho Mạnh Phạm nè. Dạ đỏ em không có chị. Ừ em, đợt này không có đỏ đâu à.
mình mua một bộ riêu, một bộ la, một bộ ruốc, một bộ bơ. Cho coi lại màu đi. Này là màu hồng, em có màu hồng nha mấy chị ơi. Chị nhìn bóng màu đó nha mấy chị. Này là gì quên nữa rồi. Mà này là màu huyết. Màu đỏ rượu. Con dạy gì hàng sai luôn mà con. Mà này là màu hồng em đang mặc nè. Mà này là màu đen. Mà này là màu xám nha mấy chị. Màu lam. Màu lam. Mà này là màu vàng. Màu vàng đồng. Mà này là màu bơ. Còn màu này là màu xanh coban. Vậy màu này là màu riêu. Màu đen em không có chị ơi. Màu riêu nha chị. Giùm em. Các chị bấm vô cái live stream, các chị coi bình luận em mới thấy được. Còn các chị bấm vô cái kia em không thấy được nha. Bấm vô trực tiếp vào cái live stream em đang like nè. Bấm vô đó coi. Rồi bình luận, chứ bình luận ở ngoài em không thấy được nha. 110 nha chị. Hoàng Tiết này bà mua cái gì mà bà nói mình lừa đảo quá gì tùm lum nè. Xem hàng trước. Mua có một bộ mà làm như mua nhiều lắm vậy đó. Chút xíu em gọi bà này nói chuyện bà. Bà nói là cái vải áo in màu đen đó, nó bị găng. Nó bị găng thì bà liên hệ với mình đổi cho bà màu khác. Mình đâu phải lừa đảo bà đâu mà bà lên mới nói. Mình cho xem hàng trước mà. Ờ. Em điện em nói liền. Rồi đất ơi, không liên lạc lại với người ta rồi canh người ta like vô nói. Dạ cảm ơn chị Phạm Thu. Dạ. Một trăm mốt một bộ size từ 45 đến 70 kg. Các chị nhấn vô cái live stream các chị bình luận mới được. Bình luận bên ngoài là em không có thấy em bán nha. Bên em có 10 màu. Huyền Lê nó nói giải quyết cho nó cái gì chứ không biết nữa. Giải quyết thì các chị được gọi lại, ví dụ như các chị muốn thắc mắc đơn hàng hay là giải quyết hàng hàng lỗi hay là hàng chật gì đó thì các chị chủ động điện thoại cho em, hoặc là các chị nhá máy, hoặc là các chị nhắn tin cái đi rồi em gọi lại. Nhiều khi nhất shop em rất là nhiều đơn, em không có thể nào mà rà mà đi kiểm lại được từ người hết đó. Các chị muốn cái gì thì các chị gọi điện trực tiếp bên em giải quyết cho, từ 11 giờ cho tới chiều. Tối từ 8 giờ cho tới 11 giờ đêm ha. Chứ còn mà sáng hừng đông 7 giờ các chị điện là em bên em đâu có giải quyết được. Dạ em cảm ơn chị Hoa Bùi. Hoa Bùi mới chốt qua hay gì vậy, hôm kia gì nè. Dạ em cảm ơn chị. Ủa Hoa Bùi mua cái gì ta? Áo ba bông. Chị Hoa Bùi mua áo ba bông hả? Chứ quần rộng hay vậy. Mua có một bộ đồ à, làm như là không trả lời. Hai màu khác giùm em đi. Bốn mươi lăm đến 70 kg, các chị thích màu nào comment cái màu cộng cân nặng cộng số điện thoại bên em giải quyết. Ở bên em chốt đơn.
mấy mi nè chị. Dạ, chị hồi nãy em thấy chị nói. Dạ. Dạ. Mì giãn ra ha. Chị biết làm sao không? Tại vì em cũng bị nhiều khách nói là em mới để ý. Tại vì cái hàng nó cơ chế nó là cái mình phải nó là màu trắng tươi à. Rồi cái bắt đầu mình muốn màu nào cái nó mới in lên cái màu đó cho mình. Bởi vì chị thấy cái bề mặt trái của vải màu trắng không? Còn cái màu á. Đó. Dạ, đúng rồi. Bây giờ em cũng bị mấy người nói nè, nốt mấy lâu sao chắc em không có in màu đen nữa. Tại vì mình mai vô giống như cái vải nó bị bể ra. Nó bị bể nhiễm ra. Nó theo cái lằn chỉ cũng bị nữa. Dạ. Bây giờ chị muốn đổi lại màu nào không thì em đổi cho chị. Không, màu thì nó không bị chị. Màu thì nó không bị, chỉ có màu đen là nó bị bể thôi. Những cái màu khác em không nghe khách nói, mình chỉ có màu đen thì em nghe khách nói. Như màu tím, màu hồng, màu ấy đâu. Đẹp không? Đẹp hả chị, mà em cũng không hiểu sao đó. Em cũng có nhiều khách thì họ cũng không nói gì hết á. Giống như họ không có để ý nhiều quá. Họ cũng không nói gì. Nhưng mà em bị chị là một, với cái chị mà Hoàng Tiết chị hồi nãy chỉ vô cái bình luận đó. Chị nói là em lừa đảo, chỉ cái gì á, gửi hàng răng răng vậy đó. Em mới điện bả, mà em nghe máy, em nói trời em có lừa đảo gì đâu. Chỉ ví dụ như mặt không được thì trả lại em, mà đổi cái khác thì em đổi chứ. Chứ đâu phải mà chỉ liên hệ, chỉ chưa liên hệ em lần nào, đâu phải chỉ liên hệ mà em nói ừ thôi. Em không giải quyết cho chị đâu. Chị lên chị nói em điện chị nãy giờ chị không nghe máy. Dạ em cảm ơn chị Loan. Dạ. Dạ. Bả là mua có hai cái áo à. Chị mua có hai cái áo, một cái quần, một cái màu tím, một cái màu đen. Là màu đen hình bông hồng á. Mà cái màu tím thì không bị gì, mà màu đen á thì hôm bữa bả chụp hình mà gửi em. Thì em mới nói với chị á, là không phải là em lừa đảo gì chị, nhưng mà do cái cơ chế cái hàng in là tất cả cái mình phải nó đều màu trắng. Rồi nó ép cái màu lên, mình muốn màu đỏ, màu hồng, màu xanh thì nó ịnh lên, nó in lên. Còn nếu mà chị ấy thì thôi để em đổi cho. Tự nhiên cái giờ lên like cái bả nói em lừa đảo, bả ép đứt luôn là. Trời ơi trời. Em sợ luôn. Rồi chị coi lại đi, nếu mà chị không ấy á, thì em đổi màu khác. Dạ dạ. Cánh ti xe 4. Dạ rồi. Rồi. Rồi chút xíu đi em gọi lại chị ha. Em giải quyết cho. Dạ, chị suy nghĩ đi coi lấy cái gì ấy. Chị Trương Thị Thúy ơi. Trương Thị Thúy ơi, chị bao nhiêu ký, chị cho em cái số ký luôn nha. Quỳnh My ơi, em hết cánh tiền số 4 rồi chị. Bên sĩ ôm hết rồi chị ơi. Hôm qua em kiểm cho chị mà không có còn cái nào luôn. Còn số 2 không à. Mẫu đang mặc màu vàng đồng, size 45, size 50 đến 70 ký, size 45 ký hết màu vàng đó rồi. Trương Thị Thúy cho em lại cân nặng và số điện thoại của chị em mới chốt đơn được nha chứ ơi. Comment màu kèm cân nặng kèm số điện thoại em mới chốt được. Dạ. Trời ơi trời, bả mua bên mình hai bộ đồ, một cái áo, hai cái áo, một cái quần. Màu tím với màu đen thằng này nè. Mà màu tím mặc bị mà màu đen không có bị, màu đen mặc bị mà màu tím không có bị. Bả lên bả nói nè. Bả nói là em lừa đảo bả. À lừa đảo vậy rồi sao cạnh tranh lại với người khác nè. Sắp lừa gạt như vậy sao mà cạnh tranh với người ta được. Trời ơi, mà bả liên hệ với em, bả có nói cái gì vấn đề gì đâu. Đâu phải mình nói mình không bơm hàng ấy cho bả đâu. Em sẽ giải quyết bà này trong hôm nay. Comment màu lại giùm em nha các chị ơi. Màu cộng cân nặng cộng số điện thoại là bên em mới chốt đơn được. Không nha em ơi. Chị mẫu
vàng đồng á là 53 kg, cao 1m6, mặt size 2 đó chị. Chị mẫu là 53 kg, cao 1m6 á các chị ơi. Với mặt số 2 á nghe. Rồi các chị muốn mua gì thì bình luận nhanh lên, em xuống like nha các chị. Em đi công việc nữa. 52-53 kg, cao 1m6, mặt số 2 mà có quần còn dài luôn các chị. Có quần còn dài luôn, cái này có cao 1m65, mặt số 2 cũng được luôn á. Dài lắm chị ơi. Đây em cho các chị, đây em cho các chị coi bảng màu lại lần nữa, chọn màu và cân nặng và số điện thoại em chốt đơn thì em xuống like nha. Em đang mặc là cam nè. Đây em đưa cho. Đưa nó án mặt tiền quá. Nè. Ngủ theo. Em có xanh bơ nè các chị, xanh bơ nha. Xanh coban nè. Xanh coban vô Facebook coi giùm em, chị Luyến Lê ơi. Màu riêu nè. Có màu đen nè. Em có màu hồng nè. Em có màu huyết vụ nè. Em có tím sen nè, nguyên bộ bà ba ống hôm nha, 101 một bộ, ship 30 giùm em. Màu lam nè. Màu vàng đồng nè. Và màu cam. Cân nặng 50 kg. Ok chị Thúy nè, để em coi chị bình luận cái gì. Xanh lá cây không có, có xanh rêu mà chị, hồng phấn và rêu. Lá cây là bơ đó. Còn chị nói bơ đó. Có hồng thôi nha chị, với lại xanh bơ với lại xanh rêu thôi chị ơi. Không có xanh lá cây. Bơ đó chị ơi, không phải xanh lá cây. Cái này là xanh rêu nè. Nha. 45 kg đến 70 kg. Cái này xanh bơ nè. Lá cây gần giống lá cây là chỉ có riêu thôi chứ sao màu này xanh lá cây. Màu xanh bơ nè. Cái này màu riêu nha, chốt lại giùm em chốt đơn cho chị nha. 45 đến 70 kg. Mai mốt lên cho Ngọc ngồi nói. Năm tây tháng 4 hả? Ừ. Ủa? Ngày 4 tây tháng 5 hả? Cuối tháng này có không? Dọn gì chân á. Trời ơi, đồ đúng thì nãy lấy riêu số 3, đổi lại bơ số 3. Ok chị, Trang Ngô nè. Kêu ba đổi lại đi. Không em ơi. Bơ 3 nè. Màu vàng đẹp quá mấy chị ơi. Đồ bộ dài bữa mới về chị ơi. Màu vàng đẹp lắm á mấy chị. Đồ bộ số len dài bữa nữa em mới về. Đứng mặc hoài màu vàng đó đi. Ừ, tôi thích màu vàng đó, màu vàng mà đẹp lắm mấy chị ơi. Đổi người mẫu rồi hả sếp? Dạ chị. Trời, vàng và cam. Mẫu lắm chị ơi. Sếp vàng và cam số 5. Trời, tôi mệt thiệt luôn á. Sếp là nhiều người mẫu lắm chị. Bà mẫu này thì bà cao vừa vừa. Đó, nhưng mà cái tận nó nhiều. Còn bà kia bà cao 1m73, mặc cái quần nó vắng dữ lắm mà bà không có nói chuyện. Còn màu cam và vàng. Còn mẫu bên kia nữa, nhiều lắm chị. Một riêu và một rút hả? Trương Thị Linh ơi, để em kiểm ra còn không nha chị. Riêu còn không chị? Xây 1 á. Riêu 1 còn nè. Thế. Rút 1 còn không? Em chốt riêu cho Trương Thị Linh nha. Rút để em kiểm lại. Chị có bọc mũ hay không? Không, rút, rút 1 hả? Rút 1 coi đó, có thấy không? Rút 1 em hết rồi chị Linh ơi. Vàng đồng em nói với chị là hết, lâu dữ lắm rồi. Trương Thương Thị Thí ơi, hết vàng đồng số 1 rồi chị ơi. Còn vàng đồng số 2
Rêu 1. Rêu 1 chốt cho Trung Thị Linh nè. Rút 1 em hết rồi chị. Lấy xanh rêu xay 2, thấy chưa, nó rêu mà. Lấy rêu xay 2 cho chị nè. Nè. Rút 1 em hết rồi, dạ 110 ngàn. Rút 1 em hết nha chị Linh ơi, xay 1 em còn màu à. Xay 1 em còn màu lam nè. Dạ 110 ngàn, xay 1 em còn lam nè. Còn đen. Cái con này đây. Xay 1 còn lam, còn hồng nè. Còn đen. Còn màu đen. Còn màu đen. Còn xanh coban. Còn riêu luôn. Riêu hả? Còn riêu số 1 luôn. Ừ. Còn bơ luôn, 55kg cao 1m57. Còn màu này luôn, 55kg cao 1m57 mặt số 2. Nhiều 55kg cao 1m57. Lấy số 2 cho coi, chú 1 cho Cẩm Tú nè. Ủa số 2 chứ quên. Số 3 nó rộng lắm. Số 1 em chỉ còn 4 màu thôi. Tươi Nguyễn cho em số điện thoại nè. Và xây 4. Tươi Nguyễn cho em số điện thoại nha chị ơi. Vàng đẹp lắm á mấy chị. Phí ship 30 giùm em. Vàng đẹp lắm mấy chị ơi. Em thích màu vàng, bây giờ mặc hoài luôn á. Vàng đẹp chứ lắm. Số 2 Cẩm Tú. Ok. Em không có xanh lá cây mà em có xanh riêu. Đưa em màu xanh riêu qua đâu vậy? Riêu cương bán rồi. Móc lên. Em có riêu à, không có xanh lá cây. Riêu nó đậm hơn xanh lá cây chút xíu. Size lớn nhất là số 5, từ 65 đến 70kg. Bây giờ em lấy số mấy nè, nghĩ sao 55kg cao 1m57 mà số 1 được tình yêu. Nhiều đâu cưng ơi. Em mà số 2 mà chị sợ còn hơi ôm đó, sao mà số 1 được em? Chị không có nay bụng mà chị cảm thấy số 2 chứ quần mà số 3 vừa nha Thảo Quỳnh Quỳnh ơi, số 3 đẹp. Mẫu chị là 53kg cao 1m6, ta mặc số 2 nè em yêu. Quần ôm mà nó cưng. Em 55kg cao có 1m57 sao mặc số 1 được em? Mặc vừa đâu cưng ơi. Nếu 55kg mà cao 1m57 là nặng hơn chị này 3kg, 2kg. Mà thấp hơn chị này nữa sao mặc số 1, chỉ mặc số 2 nè. Thấy không, cái áo ôm luôn á. Em mặc số 2 thôi, mặc số 1 là không có vừa nha. Nếu mặc số 1 thì chị bán cho mà chật là không có kêu chị đổi nha. Không có vừa đâu. Em tư vấn các chị sai, khi nào mà chật thì em bao đổi cho các chị. Còn mà ví dụ như các chị tự chọn thì các chị chịu nha. 110 ngàn một bộ nha Ni Trần ơi. Hồi nãy là xanh bơ. Xanh bơ á. Cái này xanh bơ nha em, không phải xanh lá. Cái này là xanh bơ. Mua comment màu kèm cân nặng kèm số điện thoại 110 ngàn. Cái này là riêu nè. Xanh riêu nè và xanh bơ. Xanh bơ và xanh riêu. Như Tâm Lâm ơi. Dạ có màu đen. Bơ với màu 70kg cao từ 1m58 trở lên mới mặc vừa số 5 nha. Chất vải thun lai dông em bao đẹp cho chị. Hàng này em bán nhiều dữ lắm rồi chị Thảo Quỳnh Quỳnh ơi. Yên tâm đi các chị. Lấy vàng, lấy xanh hồi nãy chị cầm. Xanh bơ và màu vàng size bao nhiêu ký và cả cân nặng luôn em ơi. Comment một dòng màu bơ vàng cân nặng số điện thoại. Nở đô em không có nha chị. Số 1 xanh bơ còn không trời. Hồng số 1 cho Hoàng Thanh Thúy nè. Hồng số 1 còn cho Vàng Thanh Thúy nè. Xanh bơ số 1 em hết chị ơi. Chốt cho chị Thảo Nguyên rồi nha.
tơ số 1 em hết rồi Hoàng Thanh Thí ơi. Vàng đồng số 1 em hết. Nãy em chốt cho chị Linh một bộ rồi, bây giờ số 1. Nè em cho các chị coi bờ màu số 1 nè, rồi chọn lại giùm em nè, màu số 1 nha. Em còn xanh coban. Em còn đen. Và còn màu lam thôi. Nè, còn có 3 màu thôi. Size M bên em bán size số chị. Màu riêu nữa chị. Size M là chị bao nhiêu ký? Xanh bơ mà màu vàng. Chị comment số ký thì đừng comment vậy em không biết được bán nha. Số ký đây chị, bên em hàng có size. Trời ơi, chị Như Quỳnh em trả lời chị muốn gãy cái cổ họng em luôn, lội cổ họng ra. Cao 1m14 hả? Gì vậy bà? Riêu số 1 cái Hằng Nguyễn cao mét mấy vậy? Riêu chị Hằng nè. Ok Hoàng Thanh Thí lấy hồng thôi. Thank you.
kệ nó chứ. Cuối cùng tại vì không phải cái cửa hàng của mấy bà không có biết. Đúng rồi đó chị. Ủa đúng rồi. Thảo Quỳnh Quỳnh cho em số điện thoại. Ủa đem số 3 em hết rồi chị Thảo Quỳnh ơi. Đen cái size của chị em hết rồi chị Thảo Quỳnh ơi. Còn màu gì? Chọn màu khác giùm em đi, số 3 em còn tất cả các màu nhưng mà riêng cái màu đen là em hết. Màu hồng, màu vàng, màu bơ, màu lam, màu huyết vụ, màu xanh coban, màu tím sen, màu cam, màu ruốc, màu gì em cũng còn số 3, nhưng riêng màu đen là em hết rồi. Chị mặc số 3 là đẹp đó chị Thảo Quỳnh ơi. Cho coi lại màu nè, cho các chị coi lại màu nè. Màu bỡ số 2 màu vàng cho chị Nguyễn Thị Tiến nè. Đó, bà đứng mà mặc màu vàng đi, tôi cũng bán được mà. Màu vàng đẹp lắm thiệt đó chị. Về chị mặc thử màu vàng đẹp lắm luôn. Màu vàng này nó nhu lắm, nó không có nổi, đẹp lắm. Nổi, đẹp lắm. Mình giải quá ok luôn, các chị mua đi rồi mai mốt tìm em. Đây. Em đang mặc là cam nè. Chị bán màu đen lên. Ủa, màu riêng chứ. Cầm đi. Màu riêng, màu xanh coban. Chị lấy của chị này. Màu hồng có chưa? Chưa luôn. Số 2 màu vàng hình như còn có bộ à. Đổi ra luôn. Thì nói vậy đó má. Tôi bán rồi, tôi bán. Màu cam em đang mặc cũng đẹp lắm luôn. Nãy giờ chị không được mặc màu cam thôi. Màu cam nó dành. Chị Như Quỳnh ơi, màu vàng em trả lời cho chị, chắc bên chị mạng yếu hay sao, màu vàng hết lâu dữ lắm rồi. Em có màu hồng nè. Nãy em trả lời chị mà chị không nghe, em trả lời lâu dữ lắm là màu vàng em hết rồi chị ơi. Màu vàng hết rồi chị ơi mà chị không nghe. Màu vàng số 1 hết rồi chị ơi. Em trả lời chị mấy lần luôn á. Màu hồng nè. Màu hồng nè em còn size 2 đổ lên nha. Màu huyết vụ nè. Màu xanh bơ giùm em nè. Màu lam nè. 50 đến 70 kg. Màu vàng nè. Màu đen nè. Màu riêu nè các chị. Màu tím sen nè. Màu cam em đang mặc. Xanh có ban nữa, xanh qua nó số mấy vậy? Số 2. Vậy là mình hết, không còn màu nào số 1 luôn. Không còn bộ số 1 luôn. Ghê thiệt chứ. Lúc số 1 ế muốn chết, số 1 mà bán rồi. Số 1 không có bán. Tức quá trời số 1. Số 1 xanh có ban nè. Ủa lộn, xanh có ban. Comment màu kèm cân nặng kèm số điện thoại giùm em, còn màu ruốc nữa. Bây giờ em hết size 1 rồi, tất cả các màu hết size 1, còn size 2 đổ lên thôi. Hello chị Minh Lê. 58 kg mặc số 3 nha chị nè, màu ruốc nè. Dạ vải lai dông đẹp dữ lắm, các chị yên tâm đi. Xanh bơ và vàng số 3 ok An Nhiên. Màu ruốc nè. Phùng hồng, xanh coban và đen. Xây 4. 45 kg mặc số 1. Số 1 chị hết rồi à. Trang Nguyên ơi. Con chốt xanh coban và đen cho cô Phùng Hồng nè. 45 kg chị hết size rồi tình yêu ơi, còn 50 kg đổ lên thôi à.
không còn một bộ nào luôn. Gọi điện rồi là chốt rồi đó nha Thảo My ơi, nếu chị gọi điện cho em rồi á là gửi hàng đi rồi á tình yêu. Rồi các chị comment màu kèm con nặng kèm số điện thoại nha, em xuống like nha. Mày chỉ dụng mình chỉ bò biến thôi, còn cái bò kia là mày không có sử dụng nha. Bò bệnh không có sử dụng nha. Bò bệnh là cái đứa nó sử dụng được rồi. Hay cháu mình là bò biến thì được. Rồi em xuống like nha các chị ơi.